Hello, chào bạn, chào bạn quay trở lại với channel mình nha. Mình là trưởng Star đây, ok. Thì hôm nay mình sẽ đánh nhau với một bạn trong group em ơi. Bạn này có cái tên là gì mình quên rồi. Đấy, mà cái kiểu mà gạ gẫm rất là nhiều luôn. Giờ mình có thời gian rep anh em ơi. Và ok, ngày hôm nay mình sẽ chơi The Flash nha anh em. Solo với lại Superman. Đó, một cái kèo khá là thú vị luôn. Đó chính là 50 củ. Đó, 50 củ khoai nha anh em. Rất là may mắn là gần nhà mình có một cái vườn khoai đấy. Tôi đã phải đào trộm hết rồi, ok. Đó, chuẩn bị gọi là các nguồn tài nguyên để solo cái trận đấu này. Ok. Úi giời ơi, xịp đỏ và xịp xanh em ơi. Không biết là xịp nào mạnh hơn. Nói chung là hai cái vị tướng này là hai vị tướng có tốc độ ngang nhau em ơi. Và không biết là sức mạnh của ra sao thì anh em cùng xem clip. Bạn này có cái tên là Bé Chanh anh em. Chắc là kiểu fan hâm mộ Bé Chanh đi rồi. Đó, fan thì phải vào mà xóa thôi. Thông thạo A luôn. Mình thì mình mới test tướng thôi. Mới chơi được vài trận, ok. Không sao cả. Cân hết tất cả anh em ơi. Rồi, anh em đợi một chút nữa thôi là sắp vào trận đấu rồi. Đó, mình chúc tất cả anh em có buổi tối vui vẻ nhé. Rồi, và hưng phấn lên anh em ơi. Đăng ký kênh của mình đi, sắp 200k sắp đến nơi rồi. Ok, vãi cả trường luôn. Lâu thế nhở. Đó, đợi một cái trận đấu mà nó có vẻ nó hơi căng anh em ơi. Ok, rồi, như vậy là trận đấu bắt đầu rồi. Và mình sẽ lên mình chào hỏi Đoàn Hoàng nhé anh em. Món đầu tiên thì mình sẽ lên một món phép hút máu. Ở quyền trượng hay ra giết gì đấy. Ok hi. Đó, lời nói chẳng mất tiền mua anh em ơi. Cứ vào trận đấu là phải chào. Rồi anh em ơi, thử đấy là hiệu ứng cái thân thể cái vị tướng The Flash này rất là đẹp anh em ơi. Đó, ôi giời ơi, trời ơi, vừa mới vào trận đấu mà thanh niên Superman đã đóng gạch một phát rồi, rất là chuẩn luôn. May sao mà mình kích hoạt được cái nội tại tăng giáp rồi luôn, đóng gạch nhưng mà mình né được rồi. Thanh niên có vẻ là hơi hoang mang anh em ơi. Ôi tại sao The Flash lại né được mình nhỉ? Ôi thằng khốn nạn này rồi, 64 tiền. Ok thì trận đấu này mình sẽ đánh bình thường thôi, không ăn máu nhé. Rồi, vãi cả trưởng ạ. Ok, mình chưa đặt ra luật mà bạn đã đặt ra luật cho mình rồi thì mình cũng cảm ơn nhá. Đỡ phải mất công đặt luật. Ok. Rồi đấm rổ chí mạng 400 đam kìa. Đó, Superman, một vị tướng có khả năng đóng gạch chuyên nghiệp anh em ơi. Đó, vừa có một pha đóng gạch nhưng mà lệch rồi anh em ơi. Đấy, thì The Flash này nó chả có cái gì đâu, nó chỉ có cái chiêu chiêu 1 là dịch chuyển lên. Ở chiêu 2 là đấm vào những cái cánh tay rất nhiều luôn. Đó, tức là cánh tay xòe ra nằm một bông hoa đấy. Đó, hai tay xòe ra nằm hai bông hoa, đấm luôn, ưu tiên luôn này. Rồi thanh niên Bé Chanh đã phải tốc biến ra về rồi. Vãi cả trưởng ạ, à, hưng phấn vãi trưởng ạ. À. Rồi, lần sau có hưng phấn quá thì mang dầu ăn đi nha. Hai anh em mình cùng tiếp sức cho nhau. Rồi, mình bắn mình em ơi. Thì trận đấu này mình sẽ đánh bình tĩnh thôi. Chứ không nên hổ báo cáo trồn làm cái gì. Hổ báo cáo trồn là chết đòn với Superman. Đấy, cài đặt lại cái phần trăm máu thấp nhất, gần nhất. Ok, gần nhất nhá. Anh em kéo camera full cho mình. Kể cả tốc độ camera nữa. Mình để mình ra soát bản đồ nó. Đấy, di chuyển bản đồ nó dễ hơn. Mình hay quen đánh cái kiểu vậy rồi. Làm sao, đấy em chưa. Superman tốc độ nó còn có khi còn nhanh hơn cả The Flash em ạ. The Flash được bố cái chiêu 1 sử dụng chúng đấy. Anh em thấy chưa. Đấy, sau khi kích hoạt cái chiêu 2 được tăng tốc độ chạy này. Rất là phê luôn. Nói chung là hai vị này chắc là tốc độ ngang nhau rồi. Mình không nên phân biệt gọi là ai tốc độ cao hơn cả. Ây, làm sao, đấy chưa, anh em thấy chưa, nó đánh võng kìa. Úi dồi ôi, siêu nhân ơi. Bạn ơi, bạn vui tính thế, trời ơi, đừng ủi thế bạn ơi. Đó, anh em có gì bảo ban nhau. Rồi, vãi trưởng ạ. Đó, lại kích hoạt nội tại đấy. Xong bắt đầu lại đóng gạch mình đấy. Anh ơi, đừng làm thế nhé anh em. Superman ơi, ok, Superman về rồi. Mình sẽ đẩy trụ thôi. Quá nhân cơ hội phải đẩy luôn. Không thua vỡ mặt tôi đấy anh em ạ. Đi bạn này mà mới 15 tuổi bạn ạ. Đấy, sau bạn nhắn tin mình rất là nhiều. Anh em nào mà thích solo với mình thì cứ nhắn tin nhá. Mình rảnh thì mình chơi thôi. Đấy, bạn nào mình không đép kịp thì anh em thông cảm. Rồi luôn. Superman rất là đẹp trai. Và cả kẻ The Flash nữa cũng rất là xoái ca. Đó, hai thanh niên này được xếp vào tầng lớp gọi là xoái ca đi. Ôi, chạy về nhanh thế. Úi dồi, lại đóng gạch rồi. Cứ ủi đi ủi lại anh em ạ, chóng hết cả mặt thôi. Rồi, làm sao. 50 củ khoai đang chờ ta ấy bạn ơi. Vẫn chưa có một cái dây động gì anh em ạ. Vẫn chưa có mạng. Trời ơi, căng thế. Rồi, mình bắt bài luôn nhé. Bạn chạy đi đâu cho trời hết nắng cái pha này. Này thì bộc phá này. Một đấm này. Một chiến công đầu anh em ơi. Cái chén cơm đầu nó cứ phải gọi là mơ thơm ngon anh em ạ. Nó tạo cho mình cái động lực gọi là chiến thắng đây. Trời ơi, 50 củ khoai của tôi. Bye. Thì món tiếp theo mình sẽ lên cái trượng bùng nổ anh em ơi.
cái món chợ bùng nổ này thì nó đốt sát thương khá là cao luôn. Mình tha luôn anh em mà đánh đánh với những cái vị tướng mà như kiểu tanh đấy, tanh đam như kiểu Zerver, Superman này, anh em cứ nên cái đấy á. Nó nổ đam mẹ sướng lắm. Rồi làm sao rủ đóng gạch chuyên nghiệp thế bạn ơi. Ui giời ơi, hai thằng đàn ông với nhau mà cứ làm như cái vậy không biết. Đấy, cứ đóng đi đóng lại các bạn chóng hết cả mặt thôi. Đấy, mình lại trở về. Ui giời ơi, mỗi phát đóng của Superman là nửa cây các bạn. Gần nửa cây rồi luôn, ulti luôn này. Bạn chạy đâu? Nói em chưa, nó nách hết skin của mình luôn. Mình sử dụng ulti cái là bắt đầu nó chạy ra luôn. Đó, lại một pha đóng gạch. May quá, đấm luôn này, đấm luôn. Nó lại trở về. Rất là ảo luôn anh em ơi. Nó phải gọi là ảo hơn mù giáp nhiều. Mù giáp phải gọi ông này là cụ anh em ơi. Làm sao, rồi ôi đấm cho phát tốc biến luôn. Có một phản xạ tâm lý đến từ Superman anh em ơi. Có một phản xạ rất là tự nhiên. Ok, rồi cố gắng là chiến thắng cái trận đấu này anh em ơi. Khi mà được một mạng rồi mà không thắng được là hơi uổng. Làm sao đấm luôn xuống xác luôn. Mình không nghĩ là The Flash là không ăn được Superman anh em ạ. Làm sao đấm luôn, úi dùi nó ủi kìa. Úi khó chịu vãi trường à, thôi sâm mặt rồi. Nhắm mắt xuôi tay mà gạo say đã cướp rồi anh em ơi. Đình mà anh nó dí sát vào tường úp sọt như thế này thì tôi chạy làm sao được. Conan. Đấy, tức là nó không chơi được cái kiểu mà đóng đi đóng lại anh em ạ. Tức là nó dụ mình vào tường xong bắt đầu nó đóng. Vãi trưởng luôn, chết luôn, he he. Cái kiểu này là gọi là trêu đẻo tôi đi mà. Thành niềm vui tính vào lêu. Ok, thôi thì mình sẽ áp pha bình thường đi anh em ơi. Và mình sẽ đánh cái kiểu từ từ, không vội anh em ơi. Bởi vì thời gian nó vẫn còn sớm, 5 phút thôi mà. Làm gì mà căng, đấm rồi luôn, như kiểu phốc sinh như các bạn. Đó, như kiểu tuyển thủ đấm bốc này, một đấm này rồi trở về luôn. Đấy, rất là tốc độ luôn. Tốc độ mà này khỏe nữa, ai mà chả thích. Với cái con tướng này mình đánh giá là cao đó. Nếu mà để mà mua Superman hay là The Flash thì mình khuyên anh em là mua The Flash hơn. Đó, ảo kích khủng luôn, ảo tung trào. Đó, có đăng clip không? Mình có nhá. Đấy, mình đã mời bạn, bạn mời mình thì mình phải đăng clip thôi. Chứ cái kiểu không đăng clip đấy, xấu hổ lắm, đấm luôn. Nó kèo kiếc đoàn hoa rồi lại bảo không đăng clip. Nói, đấm luôn này, bé trai anh à. Nó chạy đâu. Bạn chạy vào nồi đã, thôi, xong tôi rồi, trụ bắn tôi rồi. Chưa kịp kích hoạt ulti luôn. Kích hoạt của đấy ulti là chắc là né được cái trụ bắn anh em ạ. Bởi vì nó miễn nhiễm bất tử. Rồi mặt cười, tôi cũng mặt cười thôi. Đó, băng bệ đá cổ. Băng bệ đá như thế này, gọi điều nính vãi trưởng à. Đấy, nếu mà tí nữa thì có khi là nếu mà mình hành được bạn nhiều chắc là tí mình sẽ bay vào bệ đá cổ xong mình sử dụng ulti anh em ạ. Nó không mất một giọt máu nào anh em ạ. Rồi, nên đây tiếp tục chinh chiến như hai thằng đàn ông. Hai thằng đàn ông đấm nhau, rồi Superman tốc biến bỏ chạy vãi trưởng, làm gì mà căng thế. Khiếp quá cơ. Nhìn thấy The Flash mà cứ nhìn thấy bố có ganh quán nét cũng bằng. Ôi bạn làm sao đứng lại mau rồi, ủi đi. Ủi cái đầm này nó có thốn không? Á, ủi liên tục luôn. Úi dồi ôi, ủi à, bộc phá luôn. Trời ơi, bạn chạy nhanh quá. Ở chưa kịp làm cái gì thôi. Ồ, rất là đen luôn anh em ơi. Vãi cả trường. Rồi, bắt đầu đấy. Bắt đầu lại chơi được cái chiến thuật gọi là rình mò, xong bắt đầu đóng gạch tôi đấy. Tôi là tôi khiếp lắm. Làm sao đóng luôn. Căng thế nhở. Ủa, thì anh em mới thấy là sức mạnh của hai vị tướng này rồi. Bây giờ là full nem vào 15 rồi. Về lết hết rồi anh em ạ. Về lết thì mình có vẻ là thấy là The Flash ảo diệu hơn, khỏe hơn, mạnh hơn. Rồi, Superman thì đang rất là khó có thể là đóng gạch vào mình. Bởi vì cái skill 1 của con này né rất là cao. Chuyên nghiệp, ôi làm sao. Ui bạn làm sao, ulti luôn này. Đó, hack não bạn như chơi. Bạn làm gì mà ham muốn thế, ok. Chết luôn nhá, một pha gọi là knock out thần trưởng. Đó, khiến Superman gọi là về quê ăn Tết luôn. Rồi đừng đẩy anh. Ok, mình có đẩy đâu. Hai thằng đàn ông với mình đánh nhau làm gì mà đẩy. Ok, đó thì mình sẽ giao lưu với bạn này một lúc nữa. Hồi tí mình sẽ kết thúc game anh em ơi. Hiện tại là 2-4 chết 2 rồi. Một chỉ số cũng rất là ok. Vãi trưởng Thành Anh. Đấy thì mình nói chung là bạn này nhắn tin mình chắc là cũng 1-2 tháng rồi đây. Mê cái thời gian rep tin nhắn của tôi nó rất là lâu. Anh em thông cảm nhá. Cho mình xin lỗi bởi vì bạn bị công việc thôi. Rồi không nói nhiều nữa.
rồi Superman, rồi sử dụng ảo phi phi phàm lao vào mình, rồi luôn không may nỡ ăn phải một cục HP rồi. Vãi trường, quả đấy mình sử dụng cái chiêu 1 để chạy thôi mà ai ngờ nó bị trúng viên HP rồi chơi luôn. Làm sao chạy đi đâu, này một nốc vào mặt này, đó sấp mặt luôn. Đó anh em có thể thấy sức mạnh của nó rất là trâu luôn nhá. Ok, như vậy là chắc chắn là 50 củ khoai là nắm chắc trong tay rồi. Anh em nào ăn thì mình ship cho nhá, ship free luôn. Ấy luôn, free làm sao được, 50.000 một củ. Ấy mình ship kể cả anh em có cả mau thì mình vẫn ship được. Thôi anh em cứ yên tâm. Rồi, khoai này không biết là bao nhiêu sáng ti rồi bây. khoai nang đây. Rồi bán. Đâu rồi bạn đâu, ra đây mình nói chuyện nhỏ với nhau, hỏi thăm sức khỏe nhau, rồi hỏi thăm nhau của Lê Bảo Bình nhá. Đấm này, rồi phúc sinh như em ơi, đấm rất là phiêu luôn. Anh em nào mà ưa thích cái môn thể thao phúc sinh thì chắc chắn là thích con The Flash rồi. Rồi siêu việt nha anh em, rất là nhàn nhã luôn. Đấy thì clip này nói chung là không đọ trình được, bởi vì trình của mình cũng ga, mà trình của bạn kia thì cũng bình thường. Nói chung là hai do chất tướng thôi, chứ không đọ trình nhau được em ạ. Mà giờ solo thì nói chung là vui giải trí thôi, anh em đừng có xích mích về cái chuyện trình độ nhá. Đấy, ok, mình làm video cho anh em vui là được rồi, chứ không quan trọng là trình độ mình thì cũng có, nhưng mà nó không phải gọi là đạt đến mức thượng thừa anh em ạ. Ôi thượng thừa thì mình đã đi đấu giải rồi đấy, mà kể cả đấu giải thì em cũng vậy thôi, không có đội tuyển nào mà mạnh nhất được, mạnh gọi là bất tử được em ạ. Sẽ có trận thắng trận thua thôi. Rồi làm sao đó anh em chưa, ảo tung trào luôn. Ô Superman tuổi gì? 26 rồi. Do chất tướng anh em ơi. Đấy thì qua clip này anh em cũng biết được vị tướng nào mạnh hơn rồi. Hai thần tốc độ đây, quá chạy đua tốc độ, không biết là ai chiến thắng. Nhưng mà cái khi mà đánh nhau oánh sấp mặt nhau thì The Flash có vẻ nhìn hơn. Rồi Superman đó, có đóng gạch được đâu, sử dụng đóng gạch cái mình sử dụng chiêu luôn chiêu 1 bay lên. Thế là ôi dồi ôi, nó chùn mình về đấy, nguy hiểm lắm. Ok làm sao chạy đâu. Ok tốc biến luôn, nhanh lắm anh em ơi, nhanh tay nhanh mắt, phản xạ tự nhiên đây mà. Rồi mình sẽ cố gắng là farm lên một tí nữa. Bạn là bạn chắc là full đồ rồi đấy, làm sao bạn là không biết là bạn có nên đồ chuẩn không, mà nên đồ chuẩn thì cũng không ăn lại được bây giờ flash ulti luôn này đó. Lốc địa ngục, như kiểu lốc địa ngục em ạ, giống kiểu thần gió Jin, rất đẹp luôn. Đây mình sẽ đánh võng, mình đã full đồ rồi. Mình nhắn tin bạn là ra đường mid, quên mid gì nữa, ra đây, ra đánh nhau mạng cuối nhá, mình có việc bận rồi. Đấy còn tranh thủ úp clip cho anh em xem. Quá cả ngày hôm nay không có clip rồi, có việc rồi, hai mạng rồi. Ok mình sẽ chiều bạn hai mạng. Ui dồi anh em thấy chưa, anh em thấy nó bay xa không? Quá em đi xa quá rồi, nói em đi xa quá rồi đấy, một lượng giáp khá là lớn. Ôi làm sao, ui dồi ôi, lên cái giáp hồi sinh làm cái gì, ui dồi nó đuổi kìa. Ôi tôi sắp mặt tôi rồi, ulti luôn đó, chạy đi đâu. Ok ui dồi ôi, hack não không thành công em ơi, vãi cả trường. Ok nỡ ăn cục HP rồi. Rồi bạn đợi bạn hồi sinh cái giáp hộ mệnh em ạ. Me ván này gọi là nỡ nhiều quá, cứ bay vào cục HP em ạ. Thôi nói chung mà lần sau solo, rồi đấm luôn. Ok bá đạo luôn, lần sau solo là cứ ăn HP đi anh em ơi. Đó anh em lần sau solo với mình là cứ ăn HP đi. Lỡ không may cứ đánh nó khó chịu lắm, có cục HP ở đấy nó cứ bay đi bay lại, không may nó va vấp phải nạm phải ăn anh em ạ. Thôi lần sau là solo cứ má HP thôi, vãi trưởng luôn. Ok đấy thì thôi mạng nữa nhá. Tôi kết thúc game thì chắc là cũng kết thúc được đâu rồi, nhưng mà thôi đánh giao lưu với nè fan mà thì phải gọi là theo ý kiến của bạn đấy. Ok rồi làm sao đấy, hai thánh đổi các bạn, một thánh đổi một thánh ổi, có một thánh úi sồi ổi kìa, à đôi một thánh ổi một thánh gọi là đấm bốc, rồi ổi hơn hay là đấm bốc hơn. Ok tôi chạy cái đã, rồi tôi lại thuật về cái bóng cũ đó, bay nhảy như chim luôn. Làm sao bộc phá này rồi chắc chắn là có mạng rồi. Bạn chạy đi đâu cho trời nó hết nắng. Rồi một pha knock out thần trưởng truyền thuyết luôn, 8-2 rồi. Và mình sẽ kết thúc clip thôi anh em ơi. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Thì ngày hôm nay đã chiến thắng một bạn fan. Ok 50 củ khoai dành riêng cho mình nhá. Và các anh em nào muốn ship thì inbox.
Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Đừng quên ủng hộ mình một like, một sub nhá. Ok, tôi yêu tất cả các bạn. Bye bye.